Gan của động vật và con người được xem như là nhà máy hóa học của cơ thể, vì nó đảm trách cũng như điều hòa rất nhiều các phản ứng sinh hóa từ nguồn thực phẩm và nước uống hàng ngày. Chức năng đầu tiên mà gan đảm nhiệm là biến đổi thức ăn thành những chất cần thiết cho sự sống và phát triển, sản xuất ra nhiều chất quan trọng sử dụng cho cơ thể, chuyển hóa các loại nước, thuốc uống được hấp thụ từ đường tiêu hóa thành các dưỡng chất cơ thể có thể dùng được, đặc biệt là chức năng giải độc và bài tiết các chất độc trong cơ thể. Về các cái chức năng sinh lý của gan thì gan có nhiều chức năng như là chức năng chuyển hóa, chức năng dự trữ, chức năng chống độc và chức năng tạo mật. Ngoài ra gan còn có các chức năng nội tiết và một số các chức năng khác. Ở chức năng chuyển hóa của gan thì chúng ta thấy là gan có chức năng chuyển hóa glucid, chuyển hóa lipid, chuyển hóa protein và chuyển hóa các axit amin. Về chức năng dự trữ thì gan có chức năng dự trữ máu, dự trữ glucid, dự trữ sắt và dự trữ vitamin B12. Về chức năng tạo mật thì gan tạo ra muối mật, sắc tố mật và cholesterol. Chức năng chống độc thì gan có cái khả năng chống độc bởi các cái tế bào Kupffer, tế bào gan phản ứng tạo ure từ amoniac, khử độc bằng các phản ứng oxy hóa, metin hóa và acetin hóa, hoặc là khử độc bằng các phản ứng liên hợp khác. Như vậy, gan là một trong các cái tạng quan trọng nhất của cơ thể. Nếu mà chức năng gan hoạt động không tốt thì cơ thể sẽ có thể mắc rất nhiều bệnh. Vì có nhiều chức năng trong hoạt động cho nên gan cũng rất dễ nhiễm bệnh. Từ việc gan bị suy yếu cho đến các bệnh nguy hiểm như xơ và ung thư gan. Bệnh lý phổ biến nhất là nóng gan, gan nhiễm mỡ. Trong y học cổ truyền, không có khái niệm về bệnh gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, gan nhiễm mỡ được mô tả với những trạng thái như sau: dùng hạ sườn phải đầy trướng, da vàng, da sạm, qua mắt chóng mặt, tiêu hóa chậm, phân thường bị bạc màu, rối loạn tiêu hóa, nước tiểu vàng sậm, lượng ít. Có một triệu chứng rất kín đáo, gan to dần. Tùy mức độ và cơ địa người bệnh, gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến xơ gan, làm rối loạn các chức năng sinh lý của gan. Nguyên nhân phần nhiều do ăn uống không điều độ, tinh thần không thư thái, rượu bia quá mức. Sinh ra can khí út kết, thấp nhiệt ứ động, đàm ẩm. Để có thể nhận biết tình trạng chức năng gan bị suy yếu, chúng ta có thể nhận biết qua các triệu chứng như sau. Có một số các triệu chứng gợi ý như là về hơi thở. Nếu chúng ta thấy hơi thở của chúng ta có mùi, chúng ta có thể nghĩ tới một số bệnh và trong đó là có bệnh về gan. Bởi vì cái tình trạng mà cơ thể sản xuất ra nhiều amoniac là có thể cơ thể mà gan không khử độc được thì sẽ thấy có mùi. Cái triệu chứng thứ hai giúp chúng ta gợi ý cho chúng ta thấy là nên đi khám bệnh, đó là dấu hiệu có quầng ở mắt, quanh mắt và thấy mỏi mắt. Nếu khi chúng ta cảm thấy mắt bị mỏi và có cái quầng thâm quanh mắt mà chữa không khỏi được thì chúng ta có thể nghĩ đến đó là chức năng gan có thể là đã bị tổn thương. Hãy khám sức khỏe định kỳ và đến các cơ sở y tế để được kiểm tra chức năng gan. Cái điều thứ ba là chúng ta có thể thấy các cái vấn đề về hệ tiêu hóa, ví dụ như là chứng bệnh, chứng bụng, chán ăn, chậm tiêu, rồi sợ ăn các cái đồ béo như là mỡ. Đó là do cái chức năng của gan đã bị ảnh hưởng. Một cái triệu chứng nữa như là thay đổi về màu da. Chúng ta có thể thấy da có biến đổi sang màu vàng hoặc là màu xanh sạm, thâm sạm. Đó cũng là những cái dấu hiệu giúp chúng ta
suy nghĩ đến bệnh gan. Phân và nước tiểu có thể có màu vàng sậm hay là ngăm đen, cũng cần phải đến các cơ sở y tế để được thăm dò các chức năng để điều trị kịp thời. Khi mà mắt và móng tay của chúng ta có màu vàng, đó cũng là một biểu hiện của tình trạng là bệnh lý về gan. Một số các cái nguyên nhân có thể gây ra các cái bệnh về gan mật. Nguyên nhân thứ nhất là có thể do virus truyền nhiễm. Chúng ta thấy là viêm gan nó có thể liên quan đến virus A, B, C, E, vân vân. Các cái virus này khi mà xâm nhập vào cơ thể nó sẽ có thể gây ra viêm gan cấp, sau đó chuyển thành mãn tính. Cái nguyên nhân thứ hai là vi khuẩn truyền nhiễm. Vi khuẩn đóng một vai trò nhất định trong việc dẫn đến các bệnh lý về gan mật. Bệnh viêm túi mật chẳng hạn, dù là cấp hay mãn tính, cũng đều liên quan nhiều đến các cái vi khuẩn truyền bệnh, như là các cái vi khuẩn que đại tràng, khuẩn que thương hàn, khuẩn cầu xoắn, khuẩn cầu viêm phổi và khuẩn cầu sinh khí, vân vân. Nguyên nhân thứ ba tôi nói đến là nguyên nhân tố di truyền. Thì tại các cái vùng có nguy cơ ung thư gan cao, có hiện tượng tập trung theo dòng họ. Những người có quan hệ huyết thống thì cái tỷ lệ phát bệnh gan và ung thư gan cao hơn so với những người không có quan hệ huyết thống. Có người cho rằng cái điều này liên quan tới việc lây nhiễm thẳng của các nhân tố virus truyền nhiễm gây ra bệnh gan. Thế tuy nhiên thì cái giả thuyết này vẫn còn đang được chờ để chứng thực. Cái thứ tư là nguyên nhân là về yếu tố hóa học. Một số các bệnh về túi mật mãn tính thường được gọi là viêm túi mật mang tính hóa học. Nguyên nhân do nồng độ muối trong gan bị cô đặc quá mức, hoặc men tiêu hóa của dịch tụy chảy ngược vào trong túi mật gây nên. Cái nguyên nhân thứ năm đó là nguyên nhân là thói quen ăn uống. Sự phát sinh bệnh gan có quan hệ mật thiết với cái lượng rượu đã uống vào cơ thể. Thông thường thì nếu mỗi ngày mà uống một lượng rượu trên 80ml kéo dài liên tục trong 5 năm thì sẽ dẫn đến bệnh gan mang tính cồn, tức là viêm gan hoặc là xơ gan do rượu. Nếu mà uống rượu nhiều trong thời gian dài sẽ gây ra bệnh xơ gan mô xơ sẹo nhỏ và dẫn đến xơ gan mô xơ sẹo lớn, từ đó phát triển thành ung thư tế bào gan. Các loại nấm mốc có trong lạc, tức là đậu phộng, hay là ngô đều chứa các cái asparagin gây ung thư gan. Khi gan tích tụ độc tố sẽ biểu hiện ra bên ngoài qua móng tay, tuyến sữa và cả tinh thần. Việc phát hiện sớm và sử dụng các loại thực phẩm thích hợp sẽ hỗ trợ gan. Ăn thực phẩm có vỏ màu xanh. Theo lý luận ngũ hành của Đông y, thực phẩm có vỏ màu xanh có thể thông đạt gan khí, có tác dụng thông gan, giải tỏa trầm uất, giảm nhẹ tâm trạng buồn bực, là nhóm thực phẩm giúp gan bài trừ độc tố. Chuyên gia Đông y cho biết, dùng cam hoặc chanh có vỏ màu xanh, nghiền nhỏ cùng với cả vỏ vắt nước uống, hoặc có thể dùng các loại dược thảo có sẵn như nhân trần, diệp hạ châu, tức là cây chó đẻ răng cưa, trà xanh, cà gai leo. Nếu bạn không muốn các bạn mắc các bệnh lý về gan thì hãy tập cho mình một thói quen ngủ sớm và đúng giờ. Tốt nhất hãy đi ngủ trước 23 giờ hàng ngày. Đó là không nên xem tivi hoặc ngồi làm việc quá lâu trước máy tính. Để cho gan luôn luôn được khỏe mạnh thì hãy hạn chế dùng thuốc, đặc biệt là các loại thuốc có độc cho gan. Giữ tinh thần luôn luôn được thoải mái.
điều trị bệnh gan bằng các cái phương pháp của y học cổ truyền, nó mang lại một cái hiệu quả cao, rẻ tiền. Nếu như các bạn quan tâm, các bạn có thể vừa sử dụng một số các loại thảo dược có giá trị để bảo vệ tế bào gan, đồng thời giúp cho tăng cường quá trình thải độc của tế bào gan, và các bạn sử dụng nó như một thứ trà nấu nước uống hàng ngày. Ví dụ như là các cây như là cà gai leo, giảo cổ lam, artiso, nhân trần, chó đẻ răng cưa, vân vân, trong dân gian là những cái vị thuốc thật sự là có hiệu quả với khả năng thải độc của gan. Trong dân gian từ xa xưa thì dân ta cũng đã biết sử dụng các cái loại thảo dược này để nấu nước uống, thay như là ta uống nước trà. Nếu ta uống 2 lít nước không có các loại thảo dược này cũng đã là một cái việc giúp cho cơ thể có đủ lượng nước để phòng bệnh rồi. Nhưng nếu 2 lít nước đó chúng ta sử dụng các cái thảo dược để nấu thành nước uống thì đó có thể ví như là một phương pháp gọi là 2 trong 1, tức là vừa sử dụng được thảo dược giúp cho cái sức khỏe của bệnh gan, lại vừa uống đủ nước cho cơ thể. Ở đây tôi có thể giới thiệu với các bạn một cái cây là cây cà gai leo. Cây cà gai leo này trong dân gian thì cũng đã được biết đến, tuy nhiên thì cũng có nhiều người là chưa có nhiều cái sự quan tâm đối với nó. Nó có rất nhiều gai, nó có trái, có hoa, có trái, và sự bộ phận sử dụng thì là từ rễ, thân cây, lá và nguyên trái. Thu hái thì có thể thu hái quanh năm. Bạn có thể dùng tươi đun nước uống hoặc là phơi khô. Và trong một số các cái vị thuốc, những cái sản phẩm thuốc được chế biến từ cà gai leo, đã có nhiều công ty dược sản xuất ra những cái vị thuốc quý để cho các bạn sử dụng tiện lợi. Bởi vì cà gai leo ngoài cái tác dụng mà bảo vệ các tế bào gan, giúp gan thải độc, cũng đã có những cái nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng là cà gai leo đặc biệt tốt với những bệnh nhân viêm gan B. Hiện nay, các cơ sở y học cổ truyền có cung cấp cho thị trường các loại trà thảo dược được đóng gói như trà túi lọc, tiện dụng cho cư dân vùng đô thị và những người có việc làm thường xuyên di chuyển. Các loại trà giải độc và bảo vệ tế bào gan đều được làm từ các loại cây có tính dược lý cao, được sao tẩm, sấy, đóng gói, có thể dùng uống hàng ngày.